nữ phong. Người dân ta họ chẳng nọ thời, nay về thì mai ở, thằng ngày thì mắc cơ. Tôi ở quên về lại ai lại về tình thương nhớ thương. Tình thương nhớ thương. Qua kêu nam đau nữ phòng, người dưng khát họ sao đêm lòng nhớ thương. Dẫu cho khác họ người dân, nhưng tâm đồng ý hợp không thương sao đành. Chuyện nào khiến xui cho mình đại gặp mình, con quả trên cành tan tình con quả đầu. Ta đợi bên đường sao bầu chẳng dừng chân. Con sao có lòng con nhồng có tô, sao ai ngăn đường đỏ ngỏ mà chi. Gặp nhau không nói đôi câu, chờ đợi lâu rồi bầu ơi con. Lẫn quần làm chi đó, ai đó tụi mình người vẫn khác họ, mà đi chung đường mà về chung ngõ, sao khỏi tiếng ngã họ xì xăm. Họ nói gì? Họ nói qua kêu nắng đắng đường phong. Họ nói người dân mà đem lòng thương nhớ. Mà thôi họ nói gì, miễn mình có thì thôi. Thôi nói cách gì thì anh cũng nói cho xui. Thôi thì hãy tránh đường cho tôi đi kẻo trề. Đi họp chợ chưa bạn muốn ấy ầm. Về nhà mẹ mắng rồi biết mắng thường. Giang nhau một ngày cũng bó bánh ăn
vậy chứ sao? Hồi tối người ta qua nhà mà không ra mở cửa. Nè, bộ anh quên cái câu là phi đạo tắc dân. Những chuyện tụi mình là chuyện trăm năm. Gặp gặp làm chi cho mang tiếng mang tâm cha mẹ buồn. Bầu cũng đừng xua đuổi mà chi, sợ là mang tiếng thị phi chứ sợ chi cái chuyện mình đi chung đường. Ở nhà cầm nhau thầm thương, ra đường chạm mặt cho đỡ buồn vậy thôi. Anh về nhờ rồi tới núi Hà Rằm, làm rể mấy năm anh đâu cũng không sợ, chỉ sợ cha mẹ nghèo thiếu ruộng.